con kia trời gì kỳ, có gì đâu kỳ. Bà con thấy bác đi ra đây là bà con vui cười chào đón bác ơi. Hả? Sao bác vui lại với bà con không? Nhăn 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 gì? Nhăn thôi đỡ đã cười với bà con nãy giờ muốn chết luôn rồi vui mà cười bà. Cái gì? Cười đã. Nãy giờ bác cười. Hả? Con nói thiệt bác em, con nhìn bác cười sao mà nó xấu quá đi. Mày dám xấu đời nhà má tao khen mà lắm đó hả? Bác kêu bác sao? Má nói trời ơi con, tôi sao cười có duyên quá trời luôn nha. Con nói bác ba nghe nè, mình là đàn ông con trai á, mình phải cười với bà con sao cho có cảm tình. Đây nè, bác đứng đó mà coi nụ cười cảm tình của con nè. Được không? Trời ơi, đây nè, bác coi nghe kỹ nha. Rồi sao đâu? Đây là nụ cười của một thằng con trai. Con trai cười sao? Má ơi, vậy ừ, đó là phải con trai. Con gì? Cái đó con bóng rồi. Không tự nhiên nói ta bóng à. Con trai ta cười lịch sự lắm. Thấy dưới có nhiều người đẹp không? Thấy mình cười làm sao cho người đẹp có cảm tình với mình. Vậy hả? Thế sao? Mà con sao? Gì vậy? Con lại hả? Gì vậy? Trời ơi, từ đây vì sao con không dám đi gần bác đâu. Sao vậy? Đi gần ông của mày bị người ta đánh hả? Làm gì đánh? Ông cười kiểu ra cười dê vợ tao, tao đánh ông cái gì? Tán gì cho mặt bây giờ dê vợ tao nè mày. Ở đó tao cười tình cảm chứ không? Cười tình cảm? Ờ. Ủa? Nay bác đi đâu mà ăn mặc đẹp quá vậy? Phải cúng định nè, lại đi cúng định nè. Dạ hả? Nay bác đi cúng định. Cúng định? Sao? Bác không có sách gì là cúng cho trời vậy? Trời đất ơi, lại cầu chúc bà con của bác ở đây là bán phát tài được đâu. Cái gì? Bác đi qua đó bác cầu chúc. Thì sao? Nữa bà lại rồi mày. Con lại bác. Trời ơi, bác vô duyên nhất sớm luôn. Ở đây bà con ai không bác? Nếu bác vô duyên mà bác không chúc. Ê, tao vô duyên rồi nào. Bác nhớ không, nhớ không? Nhớ gì? Nhớ mới đi tân gia thằng giàu nhà ta không? Vậy sao? Nó nhào vô chúc đó. Bà con của bác nghĩ thôi. Người ta cất nhà mới. Người ta mời ông ăn tân gia. Ông lại tới nhà cái ông dòm dòm đây nè. Nó trời ơi. Ai mà cất cái nhà đẹp dữ vậy trời. Cái đó tao khen đó. Mà sao làm cái cửa nhỏ xíu à? Vậy lỡ có chuyện gì xảy ra? Trời, cái đó bữa tao lỡ lời ông nội. Lỡ lời cái gì? Ông nói là ông vô duyên ta, không biết ông vô duyên mà lỡ lời. Mày biết chứ người mày sợ? Tôi thấy ông cũng sợ lắm mà thiệt tình đó. Mà mày biết chứ không? Trời ơi, đây nè, xin lỗi ông nghe tôi mà chúc một cái có dần có điệu đàng hoàng. Chứ phải vô duyên như bác đâu. Chúc có dần có điệu hả? Chú sợ chúc tao nghe nè. Đây nè, con chúc bác nghe là bác xin mặt lên. Đâu? Dạ, kính thưa quý vị cùng toàn thể bà con của bác. Trước thềm năm mới xin chúc cho bà con của bác được vạn sự như ý. Sức khỏe bà con mình luôn luôn được bền bỉ. Cuộc sống thì hoan hỷ, làm ăn thì tiền vô bạc tỷ. Còn xài ra thì tỷ tỷ. Này kẹo à, này kẹo à. Xài vậy tới tháng ta mới dư được mấy chục tỷ. Nếu như bà con mình thấy lời chúc có lý cho anh chàng phó tay gọi là ưng ý. Bà thấy hay không? Ông hay. Sao mày? Bà thấy hay không? Vậy hay gì? Đi chúc sao mày hay? Nghĩa là chúc mà vừa khuyên bà con luôn mới hay. Hỏi chúc mà khuyên luôn khó lắm á. Một dần một vừa chúc vừa khuyên luôn. Đúng khó. Nghe chưa chúc nè. Đâu chúc sao mà giữ chúc vừa khuyên là sao? Trước tiên là xin cầu chúc cho hương chức hậu tài. Có chứ hậu tài. Cùng bà con cô bác gần xa. Còn giỏi chặt nghe luôn. Làm ăn tiền bạc tại nhà. Trong tủ nhiều vàng lá. Trong ngân hàng đầy đô la. Trời ơi, bữa nay bác ba chúc có duyên thiệt mà. Nhưng khi có tiền là đừng nên sống xa hoa, ăn nhậu say lá cà, đi tới chỗ mát xa, không lo cho vợ nhà mà lo cho vợ người ta. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi, tôi lại ông hoài, tôi mà ông biết sợ luôn. Tại vì con bác thấy không? Thấy không? Đó, tôi nói đâu có tin đâu. Câu đầu thì nghe được lắm, câu sau là vô duyên rồi. Vô duyên mà đã vậy? Mày nói vô duyên mày vậy? Mày là thằng nào mà nói là vô duyên? Trời đất, hồi nãy giờ bác nói chuyện với con, bác không có biết con là ai hả? Mày là thằng nào? Con là thằng Trung nè. Có phải không? Dạ. Trời ơi Trung, nó lớn quá vậy đủ đà luôn. Dạ. Cái thằng Trung nè. Mày Trung nào? Như cười cho đã, hổ Trung nè. Không nhớ. Đây nè, con nhắc cái này bác ba nhớ liền nè. Gì? Con là Trúc. Ờ. Con bà hai. Nhớ rồi. Nhớ các bạn không? Nhìn mày cười là biết nhớ má mày. Thái là cười. Quê giọng cười lắm nè. Làm gì quê?
Ông làm gì ông nhắc tới má ta cái ông cười ê vậy? Tại mày không biết chứ tao với má mày hồi nhỏ dữ dội lắm. Bác nói sao? Bác nói sao dữ dội là dữ dội sao? Buồn nói nghe. Vô trốn đông người bà con vậy bác nói vừa má con dữ dội với bác còn gì uy tín má con. Mày biết áo dài là bao nhiêu tiền không? Mày bảo mày làm gì mày? Nhiêu tiền? 4,000+ đô rồi. Ôi, cổ nha con. Cổ. Tại mèo đó mà chưa có sanh ra mày không biết. Sao? Lúc đó tao với má mày trộm yêu nhau. Hả? Đó ông ngoại mày mới ham tiền bắt má mày gả cho một thằng giàu có mà tao đấy cấm ẩn. Thằng đó là thằng nào? Ba mày. Ba. Bác là con hố quậy bác. Mày biết không, lúc đó tao buồn lắm. Tao mới hẹn má mày một lần sau cuối để làm gì trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào ngày quá à. Khăn kỷ niệm má tôi sao rách te tôi vậy nè. Tao giữ kỹ lắm, bữa tết là nhậu xịn chó xé giỡn hoài. Khăn kỷ niệm là tôi tao thu khăn của ông luôn kệ vậy. Đây nè, tôi tức nãy giờ tôi nghe không? Tôi, ông nghe tôi hỏi ông à. Gì? Bữa ông nói ông hẹn với má tôi. Mà má tôi có tới hay là không? Má mày hoàn toàn không tới. Ý, hên quá bà con ơi. Má tôi mà tới, nay tôi đâu có đẹp trai giống vậy. Má ơi, bỏ tôi nhỏ quắc y như cha nội nè. Vậy. Rồi má tôi không tới giờ ông làm sao? Tao bơ vơ ngoài trở về, qua phố chờ bóng nghe tim thét nó sầm bên tai khi tao chợt trông thấy má mày đi với tí à mày. Thôi. Má tao đi với tí à ta, mặt máu gì đâu mà ông ghen. Tại tao buồn. Buồn gì mà buồn? Tao hỏi ông nói gì mà hát hoài. Tao bị thần kinh âm nhạc mà. Thần kinh âm nhạc gì? Hỏi nó đi, hỏi đi. Ngu hỏi cho ông hát nữa. Đây nè, đây nè. Tới đây mày làm gì đây? Bây giờ tôi nói cho ông nghe nè. Bữa nay mày tới là thì gặp tao làm gì? Bữa nay á, má con xa qua đây á, gặp bác á là để. Gì nữa? Gì má? Nhát con hả? Dạ, kính thưa bác ba. Rồi xuống tông lẹ quá ta. Má con sai con qua đây gặp bác ba. Mời bác ba qua nhà dùng bữa cơm thân mật. Ta biết má mày còn khoái tao rồi. Và sau đó là để bàn đến chuyện đám cưới. Cưới hỏi gì nữa, tao là bả già cả, gặp nhau là ở nhau luôn cho rồi chứ còn ở nữa. Ở gì? Ai ở với ai? Tao cưới má mày. Làm như đám cưới ông chẳng mừng. Thế đám cưới ai? Đám cưới con. Mày cưới ai? Con cưới con gái của ba. Vậy hả? Mày quen gái tao không mày? Dạ. Mày quen gái tao không nào? Con bác biết được chắc nó có bầu rồi. À, cái gì không bác. Ý con nói là con với gái bác quen lâu rồi, nhưng mà tụi con yêu nhau hoàn toàn trong trắng. Mày chưa có làm gì gái tao. Bác muốn con làm không? Muốn. Mày không có. Ý con nói là con với gái bác yêu nhau trong vòng lễ giáo. Là tụi bay thương nhau trong vòng lễ giáo. Dạ. Đàng hoàng vậy đó không? Dạ. Cứ về đi. Ủa sao vậy bác? Trời ơi, đĩa mày đặt đeo chân hạt. Xin lỗi mẹ, con gái tao là lá ngọc cành vàng nha mày. Vậy bác nói con gái bác là lá ngọc cành vàng. Rồi sao mày? Con đây là quả sao bác? Mày cẩm thạch hộp son mà. Ôi trời, con trời lông son. Chứ sao? Ê. Dạ. Mày nghe quá, mày cứ gái tao về làm gì cho nó sống rồi nói tao nghe đi. Trời bác thấy con mặt khi dễ con hoài à. Mày làm nghề gì? Con nói thiệt với bác nghe. Con không làm thì thôi. Làm một ngày ăn 3 năm. Biết nghề gì luôn rồi. Nghề gì? Ăn trộm. Gì bác? Ta nói đó, con ơi nhớ lấy nghề cha. Một hôm ăn trộm bằng 3 năm làm. Mà không ăn trộm mày làm gì, làm ngày ăn 3 năm. Bác thấy con mặt đánh giá con hoài à. Đây nè, không phải nổ với bác nha. Con tự giới thiệu với bác. Con. Cò. Cò sao không có lông? Cò nhà mà lông gì không? Cò nhà, trời ơi. Mua bán nhà cửa. Trời ơi, đất đứng mà nó bán được nhà cửa, hay quá. Tại tôi đi đây nè, con thiệt với bác nha. Bác hỏi đi, hỏi hết ở cái tỉnh sống Bạc Liêu này đi. Nhà nào bán, nhà nào không bán, bác hỏi con biết liền. Mày dở cái tờ báo ra, mày biết cái nhà nào bán, nhà nào không bán cái gì. Mày ngon tao mày thi đi. Thi gì? Thi khoai nhiều nhà hết.
thi nhiều nhà mà thi bằng cách nào? Giờ mình ra cái nhạc phải có chữ nhà, nghĩa là bài nhạc phải có chữ nhà. Không có chữ nhà thua chứ sao? Rồi bữa nay bác tụng dân nhà nghe chết đó. Ê, mà chơi bình thường không vui chứ sao? Chơi cá độ. Cá độ sao? Nếu mày thua tao về thì mày chung thân gì? Con là thua bác á. Cứ lấy gì những người trên người của con à? Chứ sợ gì? Được được, cái đồng hồ vô tư tao phải sợ gì đâu rồi. Từ từ thua cả đứa tao làm lắc mít giờ. Được. Vậy nhưng mà con nói bác nè. Được. Ngược lại bác thua con là sao? Thì mày lấy những gì món đồ trên người của tao? Trên người bác có gì đâu lấy? Áo dài 40,000+ à. Thôi đồ của bác tổ cổ rồi, để dành bác mặc đi. Bây giờ con có yêu cầu để bác chịu không? Sao? Bác mà thắng con á, bác lấy dây chuyền. Được. Con bác mà thua con á, bác gả gái bác có cho con chịu không? Tôi suy nghĩ đúng rồi. Thôi không suy nghĩ, không chịu chơi cũng gì à. Khoan, chịu phải không? Rồi sao bây giờ ai hát trước nè? Tao hát trước nè. Đúng rồi, kính lão đắc thọ, mời bác. Mày nghe nhà của tao thôi. Nhà bác đâu? Mở miệng là có nhà liền. Nhà em có hoa vàng trước ngò, thường thành lá cao, có dây leo cũng hoài. Mở miệng là có nhà rồi. Tìm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà ta, hương thầm hoa tình ai. Tao bác có nhà nè. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé bao thăm sờ bà má em, muốn tìm giấy tới bụng lòng. Ông mà sửa lại nhạc làm mua đó nha. Sửa nào đừng là sửa rồi. Xuôi về quê cô dâu thân nơi nhà quan. Trời ơi, nó bán nhà, bán nói nhà quan, ăn mua trời. Mẹ con, miễn có nhà thôi. Nhà không đâu, cái nhà có đâu. Anh biết. Hỏi tự nhiên bạn nhắc là hỏi nhà có đâu. Bà con nghĩ thấy ông là hỏi nhà là ông mang con á. Bảy cửa sổ hắt rồi. Có. Giang mình
vì khuya cơn gió lùa. Đấy mày. Gì? Hát đi. Nhà đâu? Cái nhát đó. Trời ơi trời. Tôi kêu hát cái nhà chứ tôi kêu hát gác hồi nào. Không có nhà sao có gác. Gì kỳ vậy? Trời ơi tôi tự nhiên kêu mà hát hai cái nhà ra hát cái gác nè. Ông Y lớn không anh Giang tôi phải không? Phải anh Giang nhưng mà không có cái nhà không Giang phải không? Nó gác nó có cái nhà vậy. Sao giờ sao? Giờ muốn gả con gái hay là muốn tôi lột đâu? Hả? Đây nè tôi báo trước cho ông biết nha. Cái tướng của ông đó nghe. Bụng bự mỏ nhọn nha. Cái tướng như cọng mì vậy đó. Ôi mà lột đầu bao nhiêu người nhìn là xấu lắm á nha. Ông hỏi, tao gả gái. Ông gả con gái phải không? Ông hứa rồi phải không? Hứa. Về đi. Dạ, 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 ba con về ăn cũng chịu báo cho má mừng má có thấy nha. Khoan. Vậy trước khi đi phải chào bà con cô bác đàng hoàng đi chứ. À, quên ta. Hát bài hát thẳng bà con cô bác đàng hoàng đi chứ. Dạ, vậy bác tại vì má hát đi con ủng hộ dạ. Chúc bà con bé thơ cụ già vui vẻ đều. Trong quý chung xin kính chúc tất cả quý vị được an khang thịnh vượng vạn sự như ý. Xin chào. Hồi nãy bà Dương có tới đây thì một số bà con hỏi là cải lương Bảo Dung hồi xưa có đi cải lương phải không? Thì Bảo Dung là cái phát cải lương ngày xưa rồi mới chuyển qua là thành hài. Thì bà con có yêu cầu Bảo Dung hát một vài câu dụng cổ để tặng cho tất cả bà con có mặt hôm nay. Hài thì lâu lắm rồi không có hát dụng cổ mà thôi bây giờ Bảo Dung hát một câu dụng cổ để tặng cho bà con cô bác có mặt hôm nay nha. Một câu dụng cổ thôi. Giữa chúng ta ở đây thì Xuân ơi, giữa chúng ta ở đây thì mỗi người một nghề. Riêng Bảo Dung thì hát sân khấu, nhưng mà không biết hát sân khấu sao đó, không biết nữa. Bảo Dung vừa tới ngoài lộ tôi chưa có vô đình thì gặp chị kia chứ đó, da Bảo Dung này cho dê dữ lắm. Chứ sự thật Bảo Dung đâu có dê đâu. Bà con ơi, không lẽ gì tôi yêu cái đẹp cái xinh của người. Và bà con nỡ ghép cho Bảo chung hai cái chữ dê sơn. Nếu thấy anh không có đàn ông thì đàn bà đẹp không có ai dồn. Cái thiệt nha mà đắm nhìn mấy bà đã bỏ sống lắm rồi sao mà không nhìn. Mà Bảo chung nhìn, bà đã bỏ chung dê.